Mọi người, đặc biệt là tất cả quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán trao đổi ký gửi nhà đất uy tín số 1 tại khu vực Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hiện tại thì tại khu vực Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương thì có rất nhiều kênh nhà đất lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, quý anh chị khách hàng chúng ta là những vị khách hàng thông thái thì hãy lựa chọn kênh Nhà đất Bảo Hoàng để có thể mua được những lô đất, những căn nhà với vị trí đắc địa, giấy tờ liên quan đến căn nhà, đến lô đất rõ ràng, hợp pháp và có thể sang tên trong ngày, cũng như với một mức giá vô cùng ưu đãi. Hiện tại thì tại khu vực Hồ Chí Minh và khu Bình Dương thì kênh Nhà đất Bảo Hoàng đang là kênh chính nhận phân phối từ các chủ nhà gửi bán. Vì vậy giá thành sẽ rẻ hơn ngoài thị trường rất nhiều, từ 50 triệu đến 300 triệu. Vì vậy hãy liên hệ ngay với kênh Nhà đất Bảo Hoàng để có thể mua được những sản phẩm ưng ý theo thị hiếu mong màu, theo thị hiếu yêu cầu mong muốn của tất cả quý anh chị khách hàng. Và với những quý anh chị khách hàng cũng như tất cả mọi người lần đầu tiên xem kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, nếu cảm thấy hay thì xin hãy để lại phần nhận xét bên dưới phần bình luận, cũng như bấm đăng ký nút thông báo hình quả chuông để có thể đón xem những sản phẩm mới nhất đến từ kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Và trở lại với kênh trong buổi trưa hôm nay thì xin được gửi đến tất cả mọi người một căn nhà phố với thiết kế một trệt một lầu, cũng như công năng sử dụng chính của căn nhà chúng ta bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng bếp, phòng khách và một gara cực khủng. Đặc biệt một diện tích rất là ấn tượng với căn nhà trong buổi trưa hôm nay Nhà đất Bảo Hoàng gửi tới tất cả mọi người. Diện tích là ngang 5, chiều dài lên tới tận 20m. Và căn nhà chúng ta sở hữu hướng Tây, phù hợp với quý anh chị khách hàng chúng ta theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Tiếp theo là một thông tin cuối cùng cơ bản về căn nhà, đó là một mức giá rất ưu đãi. Căn nhà chúng ta được chủ nhà gửi bán với Nhà đất Bảo Hoàng chỉ có 3 tỷ 250 triệu đồng, thương lượng trực tiếp với chủ nhà cũng như những giấy tờ liên quan đến căn nhà trong buổi trưa hôm nay, hợp pháp rõ ràng và có thể sang tên trong ngày. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta bắt đầu tìm hiểu những thông tin chi tiết về căn nhà, bắt đầu tại vị trí gara tầng trệt của căn nhà. Tại vị trí mặt tiền chúng ta sẽ có một bộ cửa được hàng rất là chắc chắn kiên cố và được sơn hai màu xen kẽ, đó là màu trắng và màu tro, rất là đẹp. Và như quý anh chị khách hàng chúng ta đang được xem qua màn hình video thì sẽ thấy được cái diện tích gara 5m ngang, thì chúng ta đang sở hữu một gara cực lớn để đậu những chiếc xe cỡ lớn dài trên 5m, rất là thuận tiện. Ngoài ra chúng ta có thể bỏ thêm những chiếc xe máy như thế này, rất là thuận tiện. Và sẽ có thêm một bộ cửa thứ hai từ vị trí gara giao nhau với phòng khách, đó là một bộ cửa được làm bằng nhôm xin pha loại thép và kính cường lực 12 ly trong suốt, chất lượng và cao cấp. Vâng, chúng ta sẽ tạm ra ánh nắng bên ngoài và chúng ta sẽ vào bên trong để cùng khám phá những thông tin tiếp theo tại vị trí tầng trệt, đó là vị trí phòng khách. Với
gạch nền nhà được lát bằng gạch hoa bóng kiếng 60 phân với những đường chỉ và màu sắc giữa màu trắng và màu vàng tinh tế và sang trọng. Và đây là những hình ảnh chính về phòng khách của căn nhà chúng ta với những bức tranh phong thủy hai bên mà quý anh chị khách hàng chúng ta thường thấy trong lối thiết kế nhà phố hiện đại đầu năm 2020 với những bức tranh sơn dầu 3D rất là đẹp. Và những thiết kế cơ bản về mặt trần, những màu sắc đi kèm và một chiếc quạt xinh. Tiếp theo chúng ta hãy cùng vào bên trong để cùng khám phá vị trí vòng bếp. Và sẽ có một vị trí giao nhau giữa phòng bếp và phòng khách, đó là vị trí cầu thang. Với một bộ tủ kệ được làm hoàn toàn 100% từ gỗ trồi tự nhiên để chúng ta trưng những chai rượu, những bức tranh và những vật trang trí trưng bày cho vị trí tầng trệt của chúng ta. Và đây là hình ảnh về phòng bếp của căn nhà. Tất cả các không gian diện tích ở các khu vực phòng chức năng của căn nhà chúng ta rất rộng vì diện tích ngang 5 và chiều dài lên tới 20 m, tổng diện tích là 100 m². Cho nên các không gian diện tích của các căn phòng đều rất rộng. Và đặc biệt tại vị trí tầng trệt của căn nhà sẽ có thêm một thiết kế phòng ngủ. Đây sẽ là phòng ưu tiên dành cho các bậc phụ huynh, quý ông bà cao tuổi. Chúng ta sẽ sử dụng phòng ngủ này rất tiện trong việc đi lại lên xuống. Và diện tích cũng rất là ấn tượng để các bậc phụ huynh, những người lớn tuổi có thể ngủ nghỉ thoải mái, sinh hoạt thoải mái trong căn phòng này. Vâng, chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp theo những phòng chức năng còn lại và sẽ nhìn ngắm tổng thể hình ảnh về phòng khách của căn nhà. Và phòng bếp. Cũng như tại vị trí tầng trệt, chúng ta sẽ có thêm một phòng vệ sinh để gia đình chúng ta thoải mái sinh hoạt tại tầng trệt. Vâng, và tiếp theo thì gia đình chúng ta sẽ di chuyển lên tham quan tầng 1, khu vực phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3. Với một lớp cầu thang được làm từ gỗ sồi tự nhiên và một tủ kệ đựng rượu phía bên trên. Và đây là lan lối cầu thang. Chúng ta sẽ thấy được bụi bặm vẫn còn dính rất nhiều tại hành lang. Vì căn nhà này vừa mới xây xong thì nhà đất Bảo Hoàng đến đưa những hình ảnh, những thông tin đầu tiên đến cho tất cả mọi người. Và đây là không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3 giao nhau giữa vị trí cầu thang. Và đây là những hình ảnh về phòng ngủ số 2. Vẫn là một không gian diện tích cực rộng. Chúng ta sẽ có một khu vực để làm phòng giặt, sân phơi đồ tại vị trí tầng 1 của căn nhà, cũng như một phòng vệ sinh rất rộng và những trang thiết bị cơ sở đầy đủ, chất lượng cao cấp đến từ thương hiệu Cafini.
Và phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 4. Một diện tích phòng ngủ rộng và gạch hoa của nền nhà cũng được lát rất là đẹp bằng loại gạch hoa cao cấp. Và chúng ta cùng qua tham quan phòng chức năng cuối cùng trước khi video buổi trưa hôm nay đến từ kênh YouTube Nhật Bảo Hoàng kết thúc. Và đây là phòng thờ của gia đình. Một không gian rất là tĩnh lặng để chúng ta sử dụng phòng này làm chức năng, làm nơi thờ tự, phòng thờ cho gia đình. Chúng ta sẽ cùng di chuyển ra ban công để cùng nhìn ngắm mặt tiền, những hình ảnh phía trước của căn nhà chúng ta. Và đây là khu vực ban công và gara của nhà mình và mặt đường, cũng như những căn nhà phố liền kề trong khu vực khu dân cư đông đúc sầm uất. Vâng, căn nhà chúng ta sở hữu một vị trí vô cùng đắc địa, nằm đối diện với trung tâm y tế Dị An, tỉnh Bình Dương, giao nhau với trục đường quốc lộ 1K và trục đường DT743, rất là thuận tiện trong việc di chuyển qua lại giữa các trung tâm, các khu vực quan trọng của gia đình tại thành phố Dị An, cũng như là giao nhau với thành phố Thuận An, chỉ bán kính trong bán kính từ 1 đến 5 km và mất thời gian từ 2 đến 7 phút đi xe, rất là thuận tiện. Vâng, và một lần nữa thì nhà đất Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua, cũng như xem những video đến từ kênh nhà đất Bảo Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký để thông báo hình quả chuông để có thể đón xem những video tiếp theo. Xin chào.